Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 21 tháng 10 với những thông tin cụ thể cho các địa điểm du lịch trên cả nước để lập kế hoạch cho những chuyến du lịch dã ngoại của mình. Trước hết sẽ là những hình thế thời tiết chính tác động đến nước ta. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nên tại nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa. Mặc dù lượng mưa không quá nhiều nhưng cũng gây ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch ngoài trời. Theo nhận định thì trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nằm trong hoàn lưu của không khí lạnh tăng cường nên thời tiết ít biến đổi, trời vẫn sẽ nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá là 31 độ. Đêm và sáng trời chuyển lạnh, rải rác một số nơi xuất hiện sương mù. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, do chịu sự chi phối của các nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên thời tiết sẽ tiếp tục xấu, mưa rào và dông sẽ còn duy trì trên diện rộng và đặc biệt vùng mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến là Phú Yên. Các nơi còn lại thì chủ yếu là mưa nhỏ. Về tình hình thời tiết tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thưa quý vị, khả năng trong 24 giờ tới, diện mưa và cường độ mưa tại đây sẽ mở rộng và tăng hơn. Tuy nhiên, thời gian mưa sẽ chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm, ban ngày trời có nắng nhẹ. Trong khi đó, với sự tồn tại của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 6 đến 9 độ Vĩ Bắc nên sẽ làm cho thời tiết tại các tỉnh thành miền Nam về chiều tối và đêm tiếp tục xấu. Những cơn mưa với lượng mưa khá sẽ tập trung xảy ra tại một số tỉnh thuộc phía Bắc miền Đông và biên giới Tây Nam. Ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không quá gay gắt. Nhìn chung thì thời tiết tại các tỉnh thành trên cả nước ta từ Bắc vào Nam đều đang dần chuyển xấu với những cơn mưa. Tuy nhiên mức độ mưa, vùng mưa và thời gian mưa tại mỗi vùng lại khác nhau. Vì thế quý vị nên chủ động sắp xếp thời gian hợp lý cho chuyến du lịch của mình. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là khu vực vùng núi Tây Bắc. Tại đây trời nhiều mây và có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ nên nhiệt độ giảm, một số nơi xuất hiện sương mù vào buổi sáng làm giảm tầm nhìn xa nên quý vị là cần lưu ý khi tham gia giao thông. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày chỉ vào khoảng từ 14 cho đến là 20 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 cho đến 24 độ và tại Điện Biên, nền nhiệt trong ngày phổ biến dưới là 30 độ. Những cơn mưa rào nhẹ cũng sẽ duy trì trên khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ trong 24 giờ tới. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố Cảng Hải Phòng, trời phổ biến là nhiều mây và có mưa, ngày có lúc có nắng nhẹ, có nơi thì có sương mù vào buổi sáng. Đồng thời ban đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh do nhiệt độ giảm xuống chỉ vào khoảng từ 19 cho đến là 22 độ. Khi du lịch tại khu vực này, quý vị và các bạn là nên mang theo các vật dụng giữ ấm cũng như là che mưa cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho suốt chuyến đi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi tại phần phía Bắc. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam của vùng thì duy trì mưa dông rải rác. Cụ thể như tại Sầm Sơn thì trời có mưa rào nhẹ, nhiệt độ trong ngày vào khoảng từ 23 cho đến 31 độ. Tại Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Huế, thời tiết có phần xấu hơn do có mưa nên không thuận lợi cho du lịch. Dự báo nhiệt độ tại các nơi này không vượt quá là 30 độ. Thời tiết tại các điểm du lịch Trung Trung Bộ cũng không ủng hộ cho hoạt động tham quan của du khách. Đà Nẵng và Hội An có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, cao nhất là từ 29 cho đến là 30 độ. Tại Bà Nà cũng có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày vào khoảng từ 19 cho đến là 26 độ. Tiếp nối bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với các điểm du lịch ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu là người yêu biển, thích tận hưởng thiên nhiên hoang dã hay ngặt lụ trong làn nước ngắm san hô thì đảo Cò Ống thuộc tỉnh Khánh Hòa sẽ là nơi khá lý tưởng dành cho quý vị và các bạn. Do đảo nằm tách biệt với bờ nên chúng ta phải đi bằng tàu cá ngư dân, cano hoặc đi bộ khoảng 5 km. Đến đây quý vị sẽ được tận mắt nhìn thấy một thiên đường biển kỳ ảo với những thảm rau câu và bên dưới những thảm rau câu ấy là muôn loại san hô đủ màu sắc rực rỡ và sống động. Còn tại các điểm du lịch như là Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối, ban ngày trời vẫn duy trì nắng đẹp. Do vậy mà các hoạt động du lịch biển vào ban ngày sẽ vẫn diễn ra thuận lợi. Tiếp theo chúng ta sẽ lên đến các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Trong vòng 24 giờ tới, tuy thời tiết có phần chuyển xấu nhưng quý vị vẫn có thể đi du lịch tại đây bởi thời gian xảy ra mưa vẫn chủ yếu là chiều tối. Pleiku và Buôn Ma Thuột nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho đến là 21 độ và cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ. Tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ duy trì ở mức từ 15 cho đến 24 độ. Xuống đến khu vực Nam Bộ như Tây Ninh có mưa rào và dông, có nơi mưa khá, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến là 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và U Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 25 cho đến 26 độ và cao nhất từ 32 cho đến là 33 độ.
Tại hai điểm du lịch biển đảo phía Nam, Côn Đảo và Phú Quốc, thời tiết có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. Tàu thuyền là cần chú ý đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ban ngày trời nắng đẹp, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến là 25 độ và cao nhất là 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!